Ngày hôm nay là một ngày trọng đại và đáng nhớ. Đánh dấu mốc 25 năm thành lập công ty trách nhiệm hạn của VT, xây dựng và trưởng thành công ty. Và trước hết xin thay mặt cho tất cả anh chị em cán bộ công nhân viên hiện có mặt đây, xin thay mặt cho những cá nhân vì lý do bất khả kháng không có mặt tại buổi chiều ngày hôm nay, và xin thay mặt cho tất cả những cá nhân đã từng công tác tại công ty của VT. Tôi xin được bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ đến ngài sáng lập Lạc Định chúng ta, ngày đi biểu diễn của tổng thủ, người đã đặt nền móng cho sự phát triển của cả nền tảng, và chính thức đánh dấu cái mốc là ngày mà ông Okamoto Tadashi, người kế nghiệp thế hệ thứ hai của ngài cố chủ tịch Hitoshi Okamoto, sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Okamoto Hàn Quốc ở Nhật Bản, kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn OST Việt Nam. Tôi tin tưởng ông tổng giám đốc mới với sức trẻ của mình, sự năng động, sáng tạo, những niềm kiêu hãnh và những trang sử vẻ vang mà chúng ta đã từng có. Ông Okamoto Tadashi sẽ dẫn dắt con tàu của VT đi đến thành công rực rỡ hơn, xứng đáng cho những kỳ vọng mà người cha đáng kính của ngài, ngài Okamoto Hitoshi từng kỳ vọng. Hôm nay xin thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn của VT và những quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay, xin kính chúc ông Okamoto Tadashi rất nhiều sức khỏe. Xin kính chúc toàn thể quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay và gia đình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Xin kính chúc công ty trách nhiệm hữu hạn OST sẽ ngày càng phát triển. Tadashi! 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 守っていただきたいことがあります。1日仕事をする時間は8時間以上あります。企画であれば皆さん楽しく仕事をしましょう。どんな辛い時も OST が元気である限り頑張っていけると信じております。会社にとって人は財産です。先日今村社長には岡本エコは100年企業を目指したいそう伝えましたが、 OST も今から先50年企業を目指して皆さんこれから頑張っていきましょう。改めてこれからもよろしくお願いします。công ty trách nhiệm hữu hạn OST đã thành lập được 20 năm từ ngày 23 tháng 7 năm 2003 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 và đã tạo được rất nhiều công ăn việc làm cũng như ổn định cuộc sống cho rất nhiều người lao động. Chúng tôi không mong gì hơn và tự hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình, đặt trách nhiệm cao nhất trong sản xuất cũng như chất lượng công việc. Lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc tại đây, cho chúng tôi một gia đình thứ hai với sự quan tâm, đoàn kết, yêu quý của mọi người. Chúc OST ngày càng phát triển lớn mạnh và vươn xa hơn nữa. Been so long.
Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is all.